Chào tất cả các thầy cô giáo và các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu đoạn số 3 trong bài Tây Tiến của Quang Dũng. Đoạn số 3 đã miêu tả hình tượng người lính Tây Tiến với những nét vẽ rất đặc trưng. Và để tìm hiểu đoạn này, chúng ta sẽ sử dụng phương pháp thảo luận nhóm. Cụ thể, các nhóm tổ 1 sẽ tìm hiểu nội dung nghệ thuật của hai câu đầu. Các nhóm tổ 2 sẽ tìm hiểu nội dung nghệ thuật của hai câu 3-4. Các nhóm tổ 3 sẽ tìm hiểu nội dung nghệ thuật của hai câu 5-6. Và tương tự tổ 4 sẽ tìm hiểu nội dung nghệ thuật của hai câu thơ số 7-8. Chúng ta sẽ có thời gian thảo luận để tìm hiểu là 5 phút. Sau 5 phút, các nhóm sẽ nêu lại ý kiến của mình. Và chú ý là cô đã phát cho các nhóm những tờ giấy. Chúng ta sẽ dùng bút dạ ghi những ý kiến thảo luận vào và sau đó hết giờ mời đại diện các nhóm sẽ mang phần thảo luận lên đây để thuyết trình. Thời gian thảo luận của chúng ta bắt đầu. Thời gian thảo luận của chúng ta đã kết thúc. Ở đây chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu hai câu đầu tiên. Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùng. Ở đây tác giả đã miêu tả lại gì gì đây? Mời ý kiến của nhóm thứ nhất trong tổ thứ nhất. Cảm ơn tất cả các em. Chúng ta thấy ở đây tác giả đã miêu tả về ngoại hình của người lính Tây Tiến. Đó là một ngoại hình đặc trưng. Một đoàn binh không mọc tóc, một đoàn binh có màu xanh giữ như oai của con hùng. Thực tế thì tại sao đây là một đoàn binh lại không mọc tóc hoặc xanh màu lá, có phải là tác giả đang nói quá lên không? Nếu đã tham gia vào những trận chiến này, đã tìm hiểu về thực sự đời sống của người lính trong cuộc kháng chiến chống Pháp, thì chúng ta thấy tác giả không hề nói quá. Bởi vì dụng tóc ở đây là do căn bệnh sốt rét diễn ra triền miên, làm những người trai tráng của miền Tây Tiến, của người của đồng quân Tây Tiến ấy đã bị rụng hết tóc. Còn ở đây, quân xanh màu lá không phải là do màu của lá ngụy trang, mà cách hiểu dễ được chấp nhận nhất chính là da họ xanh xao do sự thiếu thốn về vật chất do bệnh tật sốt rét ngày càng hoành hành. Căn bệnh ấy đã được tái hiện trong rất nhiều các bài thơ khác nhau. Ví dụ trong bài Cá Nước, nhà thơ Tố Hữu đã viết về anh vệ quốc quân: giọt giọt mồ hôi rơi trên má anh vàng mẹ, anh vệ quốc quân ơi, sao mà yêu anh thế. Má vàng nghệ ở đây có khác gì hình ảnh làn da xanh xao của những người lính Tây Tiến? Hay là trong bài Đồng Chí, nhà thơ Trường Hữu đã viết: tôi với anh biết từng cơn ớn lạnh, sốt run người bằng trán ướt mồ hôi. Cơn ớn lạnh ấy chính là ớn lạnh của căn bệnh sốt rét mà những người lính không ai là không trải qua. Điều đó cho ta thấy được người lính Tây Tiến đang chiến đấu trong một hiện thực gian khổ, thiếu thốn cả vật chất, lại bị bệnh tật. Thế nhưng ở đây, cái nhìn của Quang Dũng về cuộc sống đầy thiếu thốn ấy như thế nào? Khi đọc lại những dòng thơ, chúng ta không thấy sự bi lụy. Tây Tiến đoàn binh, tác giả đã gọi đoàn quân ấy là đoàn binh chứ không phải đoàn quân. Dường như cách gọi đoàn binh này là để giảm nhẹ đi nỗi thiếu thốn, giảm nhẹ đi hình ảnh của những người lính mà đang bị hiện thực gian khổ và căn bệnh sốt rét hoành hành. Chị binh gợi lên một âm thanh rắn giỏi, chắc lịch. Mà hơn nữa thế, cụm từ đoàn binh là cụm từ Hán Việt, do vậy nó gợi lên sự trang trọng, sự quyết liệt. Bên cạnh hình ảnh xanh màu lá, tác giả lại dùng hình ảnh giữ oai hùng. Giữ oai hùng là một tính động từ vô cùng mạnh. Đã giữ rồi mà lại còn hùng nữa. Hùng ở đây chính là hình ảnh con hổ. Nhưng khi mà nói là hùng thì chúng ta thấy được chất giọng, cái giọng điệu mạnh mẽ, quyết liệt. Hình ảnh giữ oai hùng ấy đã xuất hiện trong nhiều bài thơ. Mà trong đó một bài thơ không thể quên được chính là bài Tỏ Lòng của Phạm Vũ Lão: hoành phóc giang sơn các kỷ thu, tam quân tỷ hổ khí thôn nghiêu. Có nghĩa là
cầm ngang ngọn giáo, gìn giữ non sông đã mấy thu. Ba quân mạnh như hổ báo, khí thế nuốt trôi châu. Như vậy ở đây, tác giả đã sử dụng biện pháp vật hóa, nhưng thực tế thì qua đấy để nhằm tái hiện cho chúng ta thấy được khí thế anh hùng của những người lính vượt lên trên hiện thực gian khổ. Và hơn nữa thế, ở đây chúng ta sẽ để ý thêm cách nói của tác giả rất đặc biệt. Tại sao tác giả không nói là đoàn quân bị rụng tóc mà lại nói là không mọc tóc? Không nói đoàn quân xanh xao mà lại là xanh màu lá. Rõ ràng ta thấy cách nói không mọc tóc và xanh màu lá là một cách nói dữ dội, một cách nói chủ động. Và cách nói chủ động ấy tái lệ hiện lên cái khí thế ngang tàn của người lính, bất chấp tất cả, không hề lo âu. Nó làm chúng ta gợi nhớ đến những câu thơ của nhà thơ Quang Dũng, của nhà thơ Phạm Tiến Dục trong bài thơ về tiểu đội xe không kính. Không có kính, không phải vì xe không có kính, bom rơi, kính vỡ đi rồi, ung dung buồng lái ta ngồi, nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng. Quả là những câu thơ tái hiện lên cái khí thế ngang tàn của người lính trong thời kỳ chống Pháp. Từ đấy, chúng ta thấy từ ngoại hình, tác giả đã tái hiện hai nét vẽ kiểu mâu thuẫn nhưng lại đi song hành trong ngoại hình người lính. Đó là sức bi của cuộc sống thiếu thốn, nhưng là sức hùng tráng của một đoàn quân ngang tàn coi thường mọi hiểm nguy. Tiếp theo, chúng ta đi vào tìm hiểu hai câu thơ số 34 để tìm hiểu được thêm vẻ đẹp tâm hồn của người lính Tây Tiến. Đó là vẻ đẹp gì? Mời nhóm thứ hai của tổ 2 trả lời nào. Cảm ơn em. Ở đây chúng ta thấy vẻ đẹp tâm hồn của người lính được thể hiện rõ ràng trong hai câu thơ số 3 và số 4. Đầu tiên là câu số 3. Mắt chừng gửi mộng qua biên giới. Tâm hồn ấy được tái hiện qua một giấc mộng, qua hình ảnh đôi mắt. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Nhưng ở đây lại là mắt chừng. Chữ chừng là hành động mạnh mẽ, quyết liệt. Nó tái hiện cho chúng ta thấy dường như trong đôi mắt ấy đang ẩn chứa một quyết tâm lớn, ẩn chứa một sự cảnh giác lớn. Đôi mắt ấy giống với cả đôi mắt biết bao nhiêu đêm không ngủ của Hồ Chủ tịch. Một canh, hai canh, lại ba canh. Chằn chọc băn khoăn tất chẳng thành. Canh 4, canh 5 vừa trở mắt. Sao vàng, năm cánh, mộng hồn quanh. Những người lính ở đây phải chăng là đang bằng chính đôi mắt của mình để bộc lộ một quyết tâm, một mong muốn lớn, một giấc mộng lập công danh, một giấc mộng cống hiến tất cả đời mình cho Tổ quốc. Vậy để còn gì đẹp hơn ở trong bài thơ này là giấc mộng chiến tranh, là giấc mộng giành được độc lập cho dân tộc. Đặc biệt, giấc mộng ấy còn được gửi qua biên giới. Ở đây có rất nhiều ý hiểu về chữ qua biên giới. Có người cho rằng là đi từ Việt Nam qua Lào. Có người lại cho rằng giấc mộng ấy là của người lính đang ở Lào gửi về Việt Nam. Tuy nhiên, dù ở bất kỳ địa phương thì địa phương nào, thì ở đây chúng ta cũng thấy một giấc mộng vượt cả tầm không gian, một giấc mộng vĩ đại, giấc mộng mang tầm vũ trụ. Và phải chăng nó cũng thể hiện tinh thần sát cánh chiến đấu của chúng ta với cả nước bạn nào. Vậy từ câu đầu, chúng ta thấy ý chí chiến đấu hướng về biên cương của người lính được thể hiện một cách vô cùng đẹp và hào hùng. Nó tái hiện lên một nét vẽ đầu tiên trong tâm hồn người lính, đó chính là sự hào hùng. Không chỉ vậy, ở đây vẻ đẹp tâm hồn ấy còn được tái hiện trong câu số 4 với điều thật đặc biệt. Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm. Một lời vẽ thật lãng mạn, trái hẳn với cả sự mạnh mẽ quyết liệt ở trong câu thơ trên. Ở đây, để tái hiện được giây phút lãng mạn ấy, tác giả đã chọn một thời điểm phù hợp để diễn tả. Đó chính là đêm. Đêm chính là con người, lúc con người được sống thực với bản thân mình nhất. Bao nhiêu là những suy nghĩ chăn trở, quyết tâm trong buổi chinh chiến ban ngày dường như nhường chỗ cho
trong một phần quan trọng nữa trong tâm hồn của người lính khi đêm về. Tưởng đấy là một phần không quan trọng, nhưng thực ra nó quan trọng lắm đấy. Bởi vì nếu không có những giây phút chống cự với mình, không có những giây phút của riêng mình, thì làm sao có thể có những giây phút dành cho người khác. Và ở đấy họ đã mơ gì? Trái ngược với chữ mộng chiến tranh ở trên, thì giấc mơ ở dưới lại một giấc mơ lãng mạn, hướng về Hà Nội, hướng về dáng kiều thơm. Tại sao lại hướng về Hà Nội? Bởi vì Hà Nội là thủ đô của Việt Nam, là trái tim của Tổ quốc, và hơn nữa quan trọng hơn, Hà Nội là nơi chôn vau cất rốn của những người lính Tây Tiến. Đại đa số những người lính trong Tây Tiến đều xuất thân từ tầng lớp trí thức, là học sinh, sinh viên của Hà Nội. Họ đã in dấu trong trái tim mình hình bóng của Hà Nội từ bao nhiêu lâu? Ở đây là Hồ Tràng Tiền soi bóng tháp chùa. Ở kia là Hồ Tây lầm lụm gió. Mùa thu của Hà Nội gợi về biết bao nhiêu kỷ niệm. Và rồi, tất cả họ khi ra đi, dù mang quyết tâm chiến đấu, nhưng nỗi nhớ về Hà Nội không bao giờ nguôi. Từ thuở mang gươm đi mở cõi, nghìn năm thương nhớ đất Thăng Long. Hà Nội chính là quê hương, là xứ sở, là động lực để họ ra đi chiến đấu, là mục tiêu để họ giành chiến thắng. Nhưng bên cạnh đó, họ còn nhớ đến dáng kiều thơm. Kiều thơm ở đây chính là hình ảnh tượng trưng cho người con gái đẹp. Tác giả đã sử dụng ẩn dụ này để nhằm thể hiện sự sang trọng hóa hình ảnh người con gái. Vậy tại sao người lính lại nhớ đến dáng kiều thơm? Đây quả thực là nỗi nhớ của người trí thức, chỉ có người trí thức mới có. Một nỗi nhớ mang vẻ đẹp lãng mạn và sang trọng. Ở đây, người con gái Hà Nội, người con gái Hà Thành, vốn rất là niềm nãi, nó đã trở thành ký ức đi vào trong trong tâm sự, trong giấc mơ của người lính Tây Tiến. Có thể đấy chỉ là một cô gái mới quen, có thể đấy là một người bạn học lâu năm, cũng có thể là người mình yêu. Thế nhưng là dù ai đi nữa, thì rõ ràng trong tâm hồn người lính đã thương nhớ, tư tưởng về những người con gái ấy. Những người con gái ấy sẽ là động lực để họ chiến đấu. Hình ảnh dáng kiều thơm ấy chợt làm ta nhớ tới rất nhiều những bài thơ khác, ví dụ bài Đợi Anh Về của Steinbeck. Bài Đợi Anh Về cũng đã tái hiện hình ảnh người con gái trong tâm trí của những người lính. Và để rồi người lính đã thốt lên: em ơi, đợi anh sẽ về. Dù mưa rơi dầm về, dù ngày dài dài tê, thì em ơi, cứ đợi. Rõ ràng, cô gái ở trong tâm tưởng người lính đã trở thành một hậu phương vững chắc không thể thiếu được. Ở trong bất cứ điều gì, ở trong bất cứ hoàn cảnh chiến đấu nào, chỉ cần nghĩ về một ngày em vẫn đợi anh, thì người lính vẫn đủ sức mạnh can trường để lập lên chiến công. Và không phải chỉ có ở nước ngoài, chỉ có ở những tác phẩm của Simonov chúng ta mới thấy điều này, mà ngay ở trong tác phẩm của Nguyễn Đình Thi, tác giả cũng đã tái hiện lại rất chân thực những giây phút nhớ về người yêu. Những đêm dài hành quân mông ngấu, bộ bồng chồn nhớ mắt người yêu. Những câu thơ này quả thật thật giống với cả câu thơ Đêm Mơ Hà Nội Dáng Kiều Thơm của nhà thơ Quang Dũng. Họ đã cùng gặp nhau trong tâm hồn đầy lãng mạn. Họ gặp nhau trong một nỗi nhớ chân thực mà chỉ có những nhà thơ, chỉ có những con người đã từng trải qua đời lính mới hiểu. Chỉ có điều ở đây, Quang Dũng đã nói lên thực, nói lên chân thành, tấm lòng của người lính. Như vậy ở đây, chúng ta thấy được nỗi nhớ của người trí thức Tiểu Tư Sản vô cùng hào hoa. Đấy, nỗi nhớ gửi về quê hương ưu dấu, gửi về người con gái mình thầm mơ. Từ đó nó tái hiện lên vẻ đẹp hào hoa mà chỉ người lính Tây Tiến mới có. Vậy từ đấy chúng ta sẽ cùng so sánh hình ảnh người lính trong bài Đồng Chí của Chí Hữu và bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng, xem giống và khác nhau ở đâu. Ở đây chúng ta thấy giống nhau là họ cùng chung sự thiếu thốn hiểm nguy trong chiến tranh. Nhưng điểm khác đó là người lính ở trong Đồng Chí thì xuất thân là nông dân với tính cách rất hồn hậu.
con người lính trong Tây Tiến xuất thân đa số là trí thức hạ thành, tính cách vô cùng lãng mạn và hào hoa. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu được vẻ đẹp tâm hồn của người lính. Nhưng không chỉ vậy, người lính còn thể hiện vẻ đẹp ở lý tưởng chiến đấu. Vậy thì lý tưởng ấy cụ thể thế nào? Tiếp theo, mời nhóm thứ ba của tổ thứ ba. Cảm ơn các em. Ở đây cô xin nhấn mạnh và bổ sung như sau. Lý tưởng của người lính được tái hiện trong hai câu thứ 5-6 mang tính chất đối lập rất là rõ ràng. Bởi vì ở đây, câu số 5 không nói về lý tưởng và thực ra lại nói về hoàn cảnh chiến đấu khắc nghiệt. Giải rác biên vương mổ viện sứ. Tại sao lại đưa câu thơ này vào? Bởi vì nếu mà chỉ nói về lý tưởng trong toàn bộ câu 5-6 thì có lẽ bài thơ mang tính chất vô to gọi tật quá. Ở đây phải đặt nó, đặt cái lý tưởng trong một hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt, giải rác biên cương mù viễn xứ, thì mới thấy được lý tưởng ấy nó được thể hiện một cách sắt đá, thể hiện một cách chân thực. Vậy thì hoàn cảnh chiến đấu trong câu 5 được tái hiện thế nào? Chỉ đọc thôi chúng ta cũng đã thấy được hoàn cảnh khó khăn rồi. Toàn bộ 7 từ ở trong câu thơ này, không 7 tiếng trong câu thơ này, không có tiếng nào, không có từ nào là không nói đến hoàn cảnh gian khổ, đến sự lạnh lẽo cả. Giải đáp ở đây là sự xa vắng, sự thiếu thốn. Còn ở biên cương thì tái hiện nơi không gian xa mờ, nơi mà xảy ra những cuộc chiến đấu. Mồ lại tái hiện cái chết. Còn diễn xứ thì càng làm rõ hơn được không gian lạnh lẽo của một miền đất xa lạ. Ở đây tác giả dùng liên tiếp các từ Hán Việt như biên cương, diễn xứ vừa nhằm tái hiện được không gian đấy. Nhưng đồng thời ở đây, chính những từ Hán Việt đấy như tạo nên một bức bình phong che chắn cho nấm mồ của những người lính đang giảm bớt đi sự đau thương. Tuy vậy, tóm lại chúng ta vẫn thấy trong câu số 5-6 tác giả đang tái hiện lên cảnh chiến tranh vô cùng tàn khốc. Điều này không phải là những điều mà tác giả chỉ nói theo cảm nhận chủ quan đâu, mà nó được rất nhiều các nhà thơ khác tái hiện. Và nó là hiện thực đau khổ thực sự đang diễn ra trong cuộc chiến tranh. Ví dụ như là nhà thơ Phạm Tiến Dật trong khi tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cũng đã viết về sự thực ấy ở bài Phòng Trắng. Khói bom lên trời thành một cái phòng đen, trên mặt đất lại vinh bao vòng trắng. Tôi với bạn đi trong yên lặng, cái yên lặng bình thường nên sau chiến tranh. Có mất mát nào lớn bằng cái chết, khăn tang vòng tròn như một số không. Nhưng bạn ơi, ở bên trong vòng trắng là cái đầu bốc lửa ở bên trong. Chúng ta đã hiểu ở đây hiện thực còn khủng khiếp hơn, bởi vì nó là hiện thực của bom đạn. Mà bom đạn vô cùng tàn nhẫn khi nó sinh ra cái vòng trắng tử thần. Đó là nó kéo theo sự mất mát bằng cái chết, bằng khăn tang. Tuy nhiên thì Phạm Tiến Dật vẫn động viên. Nhưng bạn ơi, ở bên trong những khó khăn này là cái đầu bốc lửa, là ý chí quyết tâm không bao giờ nguôi cả. Thì ở đây cũng vậy, trong bài thơ Tây Tiến, tác giả cũng xây dựng sự đối lập giữa chiến tranh tàn khốc, nhưng lý tưởng của người lính thì vô cùng đẹp. Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh. Nhờ câu thơ này tái hiện lên khí phách thật anh hùng của người lính. Cụm từ chiến trường đi gợi cho chúng ta thấy sự quyết kiên quyết của người lính, một đi là không trở lại. Nó gợi nhớ đến câu thơ của Nguyễn Bình Thi: người ra đi đầu không ngoảnh lại, sau lưng thềm nắng lá rơi đầy. Thềm nắng lá rơi đầy đẹp như vậy, quê hương vẫn đẹp như vậy đấy, thế nhưng họ ra đi kiên quyết, một đi không trở lại, quyết tử cho tổ quốc, quyết sinh. Quyết tử cho tổ quốc, quyết sinh. Đặc biệt ở đây thì tác giả còn tái hiện hình ảnh của người lính trong chữ đời xanh. Chẳng tiếc đời xanh. Vậy đời xanh là gì? Đời xanh ở đây chính là tuổi trẻ của người lính, chính là thời điểm đẹp nhất mà người lính có thể làm được rất nhiều điều để tích lũy cho tương lai. Thế nhưng họ đã dâng hiến toàn bộ thời gian đẹp nhất, họ dâng hiến toàn bộ những điều đẹp nhất của mình cho tổ quốc.
để dùng sự ra đi của mình xây lên tượng đài giữ gìn của cả tổ quốc. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy tác giả đã tái hiện lên một sự hy sinh, một lý tưởng, một cách sống vô cùng cao thượng, thể khí phách anh hùng của tất cả những người con trai thời loạn. Điều đó làm cho chúng ta gợi nhớ tới những câu thơ của nhà thơ Thanh Thảo trong trường ca Những Người Đi Tới Biển: "Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình, những tuổi 20 làm sao không tiếc, nhưng ai cũng tiếc tuổi 20 thì còn chi đất nước." Quả là những câu thơ vô cùng thông thái, hiểu được vấn đề ai cũng tiếc tuổi xanh, thế nhưng không tiếc khi tất cả chúng ta đã cống hiến cho đất nước. Vậy từ đấy chúng ta thấy hai câu số 56 đã tái hiện lý tưởng của người lính vô cùng can trường, kiêu hùng khi sẵn sàng hy sinh cho đất nước, quê hương. Từ đây chúng ta sẽ đi vào câu thơ số 7 và 8. Hai câu này giọng thơ lại như trùng xuống, bởi vì ở đây tác giả đã tái hiện sự hy sinh của người lính trong cuộc chiến tranh. Làm sao không thể không có sự hy sinh? Thế nhưng tác giả đã tái hiện và nhìn sự hy sinh bằng con mắt nào? Đây cũng là một chi tiết mà thể hiện được cái tài năng bút pháp của con Vũ. Bởi vì tái hiện sự hy sinh mà không bi lụy, đó là một điều vô cùng khó khăn. Vậy tác giả đã viết thế nào? Áo bào thay chiếu anh về đất, sông Mã gầm lên khúc độc hành. Cụ thể ở trong đây tác giả đã tái hiện sự hy sinh ra sao bằng bút pháp gì? Mời tổ cuối cùng nào, nhóm thứ tư, tổ thứ tư sẽ trình bày ý kiến. Và cảm ơn tất cả các em. Ở đây cô sẽ nhấn mạnh lại ý mà chúng ta trình bày. Thứ nhất, tác giả đã tái hiện sự ra đi hy sinh của người lính qua hình ảnh áo bào thay chiếu. Áo bào thì rõ ràng gợi sự linh thiêng rồi. Chúng ta đã biết đến hình ảnh áo bào qua những câu thơ. Qua những câu thơ ở trong bài Chinh Phụ Ngâm: áo chàng đỏ tựa sắc pha, ngựa chàng tuyết trắng. Thì ở đây chúng ta thấy là áo bào rất quan trọng, nhưng mà áo bào thay chiếu là gì? Có rất nhiều cách hiểu, mà cách hiểu đầu tiên là người ta đã dùng cái áo bào thay chiếc chiếu để tiễn đưa người lính trở về đất, tức là bọc lấy thân hình của người lính chôn cất ấy. Tuy nhiên thì hình ảnh này có vẻ không được chấp nhận, bởi vì lấy đâu ra áo bào của thời chinh chiến ngày xưa lấy đâu ra, mà hơn nữa chỉ những vị tướng mới có thôi. Như vậy ở đây là không hợp lý. Vậy cách hiểu thứ hai là không có áo bào thì chúng ta thay bằng chiếu để làm cái lễ tưởng niệm, làm lễ mai táng người lính. Tuy nhiên thì khi tham gia vào cuộc chiến, nhiều người đã nói rằng là đến ngay cả máy chiếu cũng không có đâu. Người lính đang sống trong cái tình trạng mà manh chiếu thì phải thay bằng lá rừng, quần áo làm khăn cơ mà. Vậy thì lấy đâu ra chiếu mà làm lễ mai táng đây? Vậy thì chỉ có cách hiểu tiếp theo, đấy là ở đây người lính đến mức chiếu cũng không có để mai táng, họ phải mặc nguyên bộ quần áo quân phục mà chôn cất. Tuy nhiên nói như vậy thì quả thực là tội nghiệp cho linh hồn những người lính quá. Tác giả đã thay cái tấm áo bình thường, tấm áo lính bằng áo bào để tăng lên độ thiêng liêng sang trọng cho người lính. Và hơn nữa thế, đi kèm với điều đó tác giả đã dùng cụ từ về đất. Như chúng ta đã biết, về đất chính là biện pháp nói giảm nói tránh để nhằm giảm nhẹ đi nỗi đau thương trước sự hy sinh của người lính. Đặc biệt về đất ở đây nó là một từ rất hay khi nó thể hiện sự hóa thân. Nếu mà bây giờ nói anh ra đi là anh đi mãi mãi vĩnh viễn là sự mất mát, nhưng nếu nói về thì chúng ta lại thấy sự sum họp, sự đoàn tụ, sự hóa thân của mình, sự trở về của những người lính từ đất mẹ. Vì thế sự ra đi ấy trở nên nhẹ nhàng chứ không hề đau thương. Và tóm lại, bằng tất cả những hình ảnh ấy, tác giả đã vĩnh viễn hóa sự hy sinh, giảm nhẹ nỗi đau thương khi nói về sự hy sinh này. Đồng thời ở đây, trước sự hy sinh của người lính, cả thiên nhiên, cả con người
dường như là cũng có thể hiện nỗi đau thương, cái tình cảm của mình. Nó được nói qua hình ảnh sâu mã gầm lên khúc độc hành. Trong bài thơ không có một từ nào nói đến đau thương, nói đến nước mắt. Nhưng qua hình ảnh sâu mã gầm lên, chúng ta thấy nỗi đau thương bị trùng lại, bị kìm nén lại. Sâu mã chính là nhân chứng lịch sử. Sâu mã chính là người bạn đồng hành với những người lính trên con đường hành quân. Và bây giờ, khi chứng kiến sự ra đi, sâu mã không thể chịu được gầm lên nỗi đau đớn của mình. Vậy sâu mã ở đây phải chăng là tượng trưng cho chính những người còn sống, tượng trưng cho chính quê hương đất nước đã tiễn đưa những người lính? Động từ gầm lên là một động từ mạnh, kèm theo bên đó là chữ khúc độc hành, gợi lên âm hưởng của non sông đang tiễn biệt những người lính. Âm thanh gầm lên là một âm thanh than đục, một âm thanh ất chất chứa sự đau đớn. Nhưng sự đau đớn ở đây không bi lụy mà là sự đau đớn bi tráng. Dường như ở đấy, sông mã vẫn còn đang thúc giục chúng ta hãy nén sự đau đớn này để tiến bước lên phía trước. Tuy nhiên thì những bước tiến ấy là bước tiến của khúc độc hành, đã vắng đi, đã thiếu đi những con người, những chàng trai của Tây Tiến. Từ đấy ta thấy câu thơ như là sự nghiêng mình của đất nước trước sự hy sinh cao cả của những con người ưu tú đã ngã xuống cho đất nước. Vì thế, những câu thơ tuy miêu tả sự hy sinh nhưng gọi bản thân cái chết lên tầm thường thi. Từ đấy chúng ta làm chúng ta nhớ đến những câu thơ của Bùi Văn Bồng trong bài Cỏ Xanh Hồn Các Anh Xanh. Người hy sinh đất hồi sinh, máu người hóa ngọc lung linh đất trời. Những câu thơ rất lãng mạn thông qua đó để nói lên sự hy sinh vô cùng can trường thanh cao của những người lính cảnh cho đất nước. Từ đây chúng ta sẽ thử suy nghĩ một ý kiến. Khi nói về bài thơ Tây Tiến, thực xưa đã có người cho rằng Tây Tiến là một bài thơ vẫn còn rớt lại những thứ mộng mơ tiểu tư sản yếu đuối và bi lụy. Em có đồng ý với ý kiến này không? Mời ý kiến của cả lớp ạ. Cảm ơn các em. Rõ ràng ý kiến này là ý kiến sai. Bởi vì ở đây chúng ta thấy được thứ mộng mơ tiểu tư sản nhưng nó có yếu đuối bi lụy không? Không. Thực ra đấy chính là những thứ mộng mơ mà rất chân thực, bắt buộc phải có chứ, ai chẳng có. Thứ mộng mơ ấy là hướng về Hà Nội, hướng về với cả người con gái đẹp ấy, thực ra lại là động lực để người lính chiến đấu và công hiến hơn nữa, chứ không hề yếu đuối và bi lụy. Tư tưởng này thật là sai lầm, nhưng nó đã làm cho bài thơ Tây Tiến có một thời gian dài không được lưu hành. Tuy nhiên thì sau đấy, bằng cái nhìn đánh giá khoa học và chính xác hơn về những tác phẩm văn học, thì bài thơ Tây Tiến đã được trả lại cái vị trí xứng đáng của nó. Và đến nay khi tìm hiểu về hình ảnh mơ mộng của những Tây Tiến, chúng ta lại càng thêm thấy gần gũi hơn, càng thêm thấy những chân dung của lính trở nên đẹp hơn. Đại tư đấy, như vậy là chúng ta đã tìm hiểu toàn bộ cổ thơ thứ ba, hình tượng người lính Tây Tiến với những nét vẽ rất riêng. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ trả lời câu hỏi trắc nghiệm. Quang Dụng đã có tò viện bảo tàng người lính, hình tượng người chiến sĩ như thế nào? A. Nhiều mộng và mơ. B. Thiếu thốn gian khổ nhưng anh dũng. C. Vẻ đẹp bi tráng, vừa hào hùng, vừa hào hoa. Mời ý kiến của cả lớp. Rồi, chúng ta thấy đáp án chính xác ở đây là đáp án C. Vẻ đẹp bi tráng, vừa hào hùng, vừa hào hoa. Như vậy từ đây chúng ta có thể đi đến tiểu tiết cổ thơ thứ ba. Về mặt nghệ thuật, ta thấy ở đây chất lãng mạn và chất hiện thực đã tạo nên vẻ đẹp bi tráng và lãng mạn của người lính. Đặc biệt ở chất lãng mạn ở đây đã được thể hiện qua cảnh sát đối lập rất là rõ, đối lập với hoàn cảnh chiến đấu với cả ý chí của người lính. Đối mặt là đối lập giữa sự thiếu thốn gian khổ với cả tâm hồn người lính mang vẻ đẹp vô cùng lãng mạn, hào hoa. Về mặt nội dung, chúng ta thấy đoạn thơ như một tượng đài bất tử về người lính bi tráng, hào hùng và hào hoa. Và từ đấy, nhà thơ dù đã xa Tây Tiến lâu rồi, nhưng nhà thơ luôn luôn có ước vọng được trở về với Tây Tiến. Đoạn thơ cuối đã tái hiện điều đó. Tây Tiến người đi không hẹn ước, đường lên thăm thẳm một chia khôi.
hai câu thơ đầu của bộ thơ cuối này cho thấy nhà thơ đã dứt khỏi dòng hồi tưởng để trở về với hiện tại, là đã xa Tây Tiến rồi. Ở đó chúng ta thấy cách nhìn của Phong Dũng đường lên thăm thẳm. Vậy đường lên thăm thẳm, nó là biện pháp ẩn dụ cho cái gì đây? À, cho khoảng cách ngang trùng về không gian và về thời gian của tác giả với người lính. Thế nhưng ở đấy tác giả vẫn nói gì? Ai lên Tây Tiến mùa xuân ấy, hồn về dầm nứa chẳng về xuôi. Ở đây nhà thơ muốn nhắn gửi điều gì? Mời em nào. À, cảm ơn em. Ở đây nhà thơ như nhắc nhở gợi lại ký ức không thể nào quên chặng đường đã qua với những kỷ niệm về đồng đội, về đoàn dân Tây Tiến vào vùng rừng núi Tây Bắc của Tổ quốc. Ở đây từng dòng từng chữ đều gợi kỷ niệm cả. Ai lên là chặng đường hành quân, Tây Tiến là tên của đoàn quân rồi. Còn mùa xuân là gì? Mùa xuân chính là thời điểm của đoàn quân thành lập. Mùa xuân chính là cái lúc mà họ đã thể hiện những kỷ niệm về tình dân quân thắm thiết nào có thể quên. Rồi cả địa danh Sầm Nứa cũng thế. Đây là địa danh ở nước nào, nhưng mà đấy là địa danh mà đoàn quân đã từng trải qua, đã đi qua. Để rồi khi mà tác giả đến với những địa danh như rồi thì tâm hồn tác giả như neo đậu lại, hồn về Sầm Nứa. Hồn cũng neo đậu ở Sầm Nứa thôi, không thể nào mà trở về xuôi được. Nó thể hiện ước mong được trở về với người lính, trở về với đoàn quân Tây Tiến. Từ đấy chúng ta như thế là chúng ta đã tìm hiểu toàn bộ bài thơ. Vậy chúng ta sẽ bước sang phần cuối cùng, tổng kết lại nội dung và nghệ thuật chính của bài. Thứ nhất là nghệ thuật. Về nghệ thuật, chúng ta thấy nổi bật chính là chất lãng mạn và chất bi tráng. Đây là hai đặc điểm nổi bật tạo nên vẻ đẹp độc đáo của bài thơ, kể cả ngôn ngữ, giọng điệu, âm hưởng, đặc biệt là sử dụng phủ pháp đối lập. Từ đấy tác giả đã tái hiện nội dung là hình ảnh đoàn quân Tây Tiến như một tượng đài bất tử. Phong Dũng đã dựng lên bằng cả tâm hồn của mình để tưởng hiện một thế hệ thanh niên trong một giai đoạn lịch sử đau thương khốc liệt mà hào hùng vĩ đại của nước nhà. Lắng mình chiếc linh hồn của những người lính Tây Tiến. Chúng ta hãy cùng suy nghĩ. Vậy chúng ta sẽ làm được trải nghiệm và lớn hơn nơi tâm hồn, đó là mong ước của thế hệ trẻ hôm nay. Được trải nghiệm và lớn hơn nơi tâm hồn, đó là mong ước của thế hệ trẻ hôm nay. Họ đã chọn cho mình màu áo xanh tình nguyện, nơi tiếng gọi của Tổ quốc lại vang lên và lời đáp trả thật nhiệt thành. Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Và như vậy là bài học đã kết thúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả các thầy cô và các em. Trong bài học này, điểm nhấn của nó chính là phương thức thảo luận nhóm. Tuy nhiên, để không mất thời gian thì các thầy cô nên chú ý để cho học sinh có phần thảo luận trước ở nhà. Khi đến lớp thì thầy cô sẽ tiến hành việc thảo luận thật nhanh chóng. Và đương nhiên ở trong đấy, nếu mà có thể tăng thêm thời gian thì có thể là cho các nhóm đánh giá ý kiến của nhau. Thế nhưng mà trong thời lượng có một tiết để dạy bài này thì tôi nghĩ là cái đấy khá là hạn chế. Do vậy thầy cô sẽ phải cân nhắc thêm cả về thời gian để tiến hành bổ sung thêm các hoạt động, hoặc là chỉ dừng ở việc là các nhóm trả lời bài của mình thôi. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo.